quá cô chú chị. Lôi cây sung này lên để làm. Cây sung này đầy ải nó từ đợt nhặt dăm nhặt lá trước ấy các bác. Thì tốt ôm rồi, nhưng mà tôi có quay nửa ban công ở bên tầng dưới ấy, thì tất nhiên nó bị che mái tôn ấy. Thì tôi vẫn muốn nó để đấy vì là thực tế tôi muốn có một cây sung để đấy cho nó hay ho, nhưng mà có vẻ như là yếu quá. Các bác nhìn này, không phải yếu mà là thiếu nắng và nắng bị chéo thì toàn tự phải xoay và dấu hiệu bị đầy ải đây. Nó giống như các bác nhìn nó cháy lá mà nó nắng nó giống như kiểu là vào cây ở miền Trung miền biển các bác đi biển đi miền Trung nắng gió cái cây nó hay bị cháy như này. Đấy, thì hôm nay tôi cắt tỉa lại rồi tôi cho nó lên đây. Thôi, cho nó lên đây rồi. Cùng với anh em ở đây, dù nó có cháy nắng cháy lá thì nó cũng không đến mức hơi vượt nhợt như này. Thì tôi thu lại để cho nó ngắn và nó đón cái lứa mầm mới cho nó khỏe. Cái lứa này thì nó không bung được nữa rồi. Nó bung được thì nó cũng rất là chậm. Cái thứ hai là tôi định để cái này để cho nó thật cỗi thật già để cho nó bật mắt quả, nhưng mà thôi nó lì hơn mình là mình cắt trước vậy các bác nhé. Các bác không, mấy hôm nay có ai bác nào đi Thanh Oai, nếu ở gần Hà Nội có bác nào đi Thanh Oai chơi không? Triển lãm không? Anh em dưới tổ chức to lắm. Tôi không đi được. Không đi được. Đấy. Các bác nhé. Chiến em đó. Làm cây này giống như anh thợ cắt tóc các bác. Lúc các bác không thích kiểu tóc nó dài dài chút, có lúc thích nó rụt, nó ngắn, nó đầu cua.
lúc thích tơ mành sương sương chút, tùy đối với những cái hoàn thiện thôi nhé, thì có thể tùy biến được. Còn đối với cây phôi nuôi thì cắt phải đúng nhịp thì mới ra được.
Đấy các bác. Thế thì đúng như là vừa nói với các bác là cái cắt tán cắt bông của cái cây nó hòm hòm hoàn thiện, nó không khác gì mà anh thợ cắt tóc các bạn. Thì cắt tóc thì các bác nhìn thấy, ví dụ cái này nó rụt, mình thu răm nó rụt dịch lại như này, rụt dịch lại như này thì nó nhìn nó khỏe như cái thằng mà thanh niên choi choai mà để tóc bay bướm ẻo lả mà xong cắt đầu cua đi bộ đội, các bác nhìn nó khỏe khoắn hơn này. Đấy, ví dụ thế. Thì các bác nhìn cây này rất là có cái cảm giác đấy đúng không? View lại các bác một lần, em nó cao chỗ đỗ chắc khoảng hơn 30 phân xíu xíu thôi. Một người bê đầm đầm tay. Đấy là cái chậu này xi măng. À đấy, đợt trước có lầm nhầm mồm là suy nghĩ trong đầu ấy là thay cái cây này sang cái chậu khác cho nó xứng xứng tí, chậu tàu cũ chẳng hạn hoặc là gì đấy nhìn nó sáng sủa một chút, và để chủ yếu để thả nước, là một cái khay cũng nghệ thuật nữa để thả nước cho nó mau có quả, và nó cũng nghệ thuật hơn cái chậu này. Cái chậu này thì phôi phai thôi. Đấy các bác nhìn đang dấp như này các bạn, khuê này các bạn, lực sĩ ạ. Nhìn các bác nhìn cái giống rực lực sĩ không? Khi mà thay chậu tôi phải trồng nghiêng bên này sang một chút, mình hơi bị chúi chúi sang bên này chứ. Đấy, các bác xem có thấy thích không? Cây gì chả đẹp, đẹp chả thích các bác nhỉ? Cứ gì là bây giờ cứ xanh xì sốt hoặc là lan liếc. Nhưng lan thì đúng là làm ảo quá, khó mà tin được. Kể cả mình trong nghề cũng khó mà tin được. Đấy, nhưng mà thôi, việc của họ. Có tiền thì nó có nhiều kịch bản trong đầu lắm. Mình ít tiền mình không thể nào mà mình lấy cái suy nghĩ của người nhiều tiền, của người ít tiền mà áp đặt cho người nhiều tiền được, đúng không các bác? Ví dụ các bác có hàng ngàn tỷ trong người, các bác chẳng biết tiêu gì thì mua một cái cảng rau muống 100 tỷ đi nữa thì cũng là cái việc đối với các bác nhẹ nhàng. Nhưng mà đối với dân đen quần quật làm thì nhìn thì thế thì chắc là không tin được, cũng thông cảm. Ok các bác. Đấy, phêu, rất kết. Đấy, vì sao tôi để cái này ở dưới kiểu như làm cái phong thủy các bác, nhưng mà đấy nó vệ vệ này mà thì đương đầu được. Rồi, hôm nay cho lên đây cho nó khỏe. Hẹn gặp lại các bác cây này ở video sau.